Hai mối liền. Hai chục ngàn. Yeah.
lồng 7 con. Lồng 7 con đây này chưa ngon đấy. Chạy mua thì chạy nha, thấy nha, quá mệt, lỗ mà còn bút xé nữa. Yeah.
Ờ
chua, không khó chết. Tôm lô đây. Thấy thông không? Thôi lấy cho lấy. Chưa anh đi tập thức ăn bây giờ thấy trong kho vậy nên mình thấy không chạy làm gì cả không ơn quá không ơn để tôi chuyển anh đi chứ anh xem mai ơi thầy lượng làm cả anh xong rồi anh cảm ơn con của anh cảm ơn có thế ăn một con mà anh chuyển anh mang một con mai ơi ta từ nãy nó hai đứa thì ao với tiền thì con thôi còn từ nãy con đang nó mấy anh nữa là thấy con ghê đấy ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ chị đấy. Cô đang kìa xem, bố đấy chị cho. Con xem bố đấy thế.